Welcome tất cả các trở kênh THPG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game mới Cái Thế Tranh Hùng Tí rồi mình sẽ hướng dẫn em kỹ năng ngày đầu tiên. Ngày đầu em nông dân chú ý cho mình về sau. Thứ nhất là về phần nhập code em click vào avatar góc 10 giờ rồi vào cài đặt xong em nhập code là xong, khá đơn giản thôi. Tiếp đến là về phần quay tướng. Game này lúc đầu thì nó sẽ có hai loại quay tướng, một là quay, hai là quay thường. Quay thường nó là cái anh hùng xuất thế này ấy. Còn về game này quay tướng nó chỉ có 3% ra tướng cam thôi, khá là căng luôn. Anh em ở xui quay 20 lần 3 lần khéo khi không được một con cam luôn. Nhưng mà quan trọng quan hệ thì nó sẽ không giới hạn lần quay. Anh em quay 100 hay 1.000 lần được hết. Nhưng mà nó chỉ được một lần ít người thôi. Anh em quay xong thì nó sẽ mất cái khung đấy. Vì hiện tại nó chỉ còn hai cái quay. Quay thường anh hùng xuất thế cộng với cái quay tài nguyên. Tài nguyên này ấy, thì nó sẽ có thể ra mảnh tướng cộng với trang bị. Về trang bị nam chỉ có 30% thôi. Còn về trang bị tím là 15%. Về cái khoe kia ấy, nó được chọn thì chắc chắn là ra tướng cam, anh em nhận đúng không? Nhưng mà nó sẽ bị giới hạn. Thứ nhất là nó chỉ được một con tướng cam. Thứ hai nó bị giới hạn về tướng. Tướng mình nhớ không nhầm thì nó là con Trương Linh Thái bên Thục. Tiếp đến là con Điển Vi Ngụy và cuối cùng là con Thái Sử Tử bên Ngô. Nên nó sẽ có ba này tương đương với ba nước nhá. Còn về cái quay thường này ấy, mình nhớ không nhầm thì con tướng đầu tiên Thục là con Hoàng Dung này. Ngụy là con hơi chữ, cuối cùng Ngô là con Tôn Sách, nó cũng mặc định nhá. Nhưng mà nó có thì ra hai ba con tướng trở lên. Lên lúc đầu anh em quay cho mình cái anh hùng xuất thế trước rồi mới quay cái hệ. Mình nhớ game này hai con tướng mặc định ở hai vòng quay ấy, thì nó sẽ kích cái duyên kỹ năng với nhau nhá. Cái thì nữa mình vào soi tướng em xem. Về sau không dối là cái quay thường này nó có con quan vú không ấy, hoặc là cái con quan vú nó sẽ là một cái vòng quay riêng. Mà game này mình thấy nó cũng có cả cái đấu giá em ơi, nếu khi sau tướng nó trong cái đấu giá này cũng lên em ơi, lên ý. Em cố gắng tích kim bảo mình nhá. Đây tại mình đã tích được 12.400, mình cứ cho là 12.000 dưới đi. Thực chiến mình 89k8, cứ cho 90k đi. Giờ mà mình xả hết kim bảo ấy chắc lên được tầm hơn 100k. Mà theo kiến mình anh em lên tích kim bảo nhá. Thứ nhất là game này có đấu giá này, thứ hai là mấy con tướng hiếm nó vẫn chưa ra ấy. Mở game nào cũng vậy thôi, cứ ba quy quan vú auto khỏe nhá. Nên chắc mình sẽ cố gắng ấy, tích kim bảo về sau xem cái con quan vú ngon không. Nếu mà ngon ấy là mình sẽ dồn lên sao nhá. Cái con game này lên sao tướng rất là khỏe em ơi. Để mình lại vào quay tướng nhá, để xem trước này. Game này khi mà em lên sao tướng ấy thì nó sẽ kích hoạt thêm kỹ năng nhá. Bây giờ con Ma Siêu nhá. Tướng Ma Sa múa lớp chiến ý của Ma Siêu giúp tăng sát thương kỹ năng này gây ra 25%. Tướng 4 sao nó sẽ thêm cái khi kỹ năng này gây sát thương sẽ bổ thêm một lớp xương giá lên nạn nhân. Còn Ma Siêu sẽ nhận được một lớp chiến ý. Để nói chung ấy, cứ lên sao thì nó sẽ có thêm cái ưu đãi nhá, ông khoan á. Đồng thời sát thương gây lên tăng đến 1.200 công, căng ghê nhở. Bình thường ngoài công chỉ có 1.000 thôi. Khi mà nó lên 5 sao thì nó sẽ tăng thêm 200% công, tức là 1.200 công, rất là ngon này. Nói chung game này anh em cố gắng dồn lên sao ấy, nó rất là khỏe luôn. Game này mình không rõ là tăng sao nó thêm nhiều chỉ số không ấy, nhưng mà về phần kỹ năng nó rất là ngon nha, chú ý cho mình ấy. Tiếp đến là về phần level tướng ấy, game này nó không phải là game AFK ấy. Game này chủ yếu level anh em ở cái anh bao nhá, lên ấy. Anh em mua mắc cho mình bánh bao dai đầu. Mình nhớ lần thứ 4 mua chỉ có 100 hay 150 thôi. Tính ra cũng không đắt đâu anh em ơi. Mua mắc 4 lần ở bánh ngay đầu cho mình.
Anh em làm ở lạp đầu ấy thì chú ý mình cái phần sự kiện này. Đây sự kiện em click vào cái ưu đãi mỗi ngày. Đây nó là cái gói 4KB cộng với 12KB. Game này ấy, khi mà anh em làm theo game ấy thì là nó tính làm đầu rồi. Nó sẽ được 26KB nhá. KB này lúc đầu anh em cứ mua cho mình cái bánh bao nhá. 4KB cộng với 12KB. 1 với 2 bánh bao. Một bánh bao sẽ được 60 thể lực. Tức là anh em mua hai con này là có 3 bánh bao tương đương với 180 thể lực rồi, rất là ngon luôn. Game này ấy, lúc đầu ấy VIP 1 với 2 anh em chỉ được mua 4 lần thôi. Khi mà em lên VIP 3 ấy, để quà lạp thứ 3 ấy thì mới được mua thêm lần nhá. Giới hạn mua thể lực cộng 2 này. Càng ghê nhỉ. À mấy cái VIP sau nó vẫn chưa hiện em ơi. Chắc là nó chỉ hiện mấy cái kiểu như là cách hai báo VIP thôi ấy. Nói chung ấy, anh em lên VIP 3 sẽ được mua thêm 2 lần thể lực. VIP 3 mới được mua thêm ấy. Nên cái con game này ấy, VIP 1 với VIP 2 ngày đầu tiên anh em chỉ được level 24 thôi. Bây giờ tại mình còn 86 cái bánh bao ấy. Map hiện tại mình đang kẹt phải nhỉ. Đây mình sẽ thử đi nhá. Game này ấy, map nó ở góc 10 giờ nó là cái như bộ chính này nhá. Anh em cứ click vào nó tự chạy đến thôi. Đây mình sẽ đánh thử một trận anh em xem. Game này nó không phải là đánh theo lượt nha, nó kiểu đánh quần chuyến em mình. Đây vào trận này. À, không cho mình xếp trận à? Là khi mà lên cao thì nó sẽ có phần bỏ qua nhá. Em cứ click vào cái bỏ qua được bỏ qua. Đây. Phần trăm cao là mình thua em ơi. Đây nó có hai con đêm rát quá. Hai con đêm phép thuật này. Đây con chiếu bân mình gần chết rồi. Ngỏ môi. Bên này còn con báo vân lộc này. Đây bên địch vẫn còn là ba con tay dài nữa nhá. Một con cung, hai con trượng này. Máy bắt con máu lộc rất trâu luôn em ơi. Tính ra cái con game này ấy, tướng hay sao mình thấy cũng khá là trâu ấy. Nó không yếu như nhiều con game khác. Đây con máu lộc mình sắp chết rồi này. Còn một tí máu này. Hy sinh em ơi. Đây hiện tại mình chỉ còn hai con tay dài là con búp máu cộng với con hoàng trung thôi. Này chắc vẫn qua em ơi. Đấy con búp máu sống rồi đấy. Cái con bên địch nó đang đánh cái con búp máu, còn hoàng trung thì vẫn còn gần đầy bình. Ok qua nhá. Để qua chương 97 nhá. Đây còn một hai chương nữa là mình sẽ qua chương 9 đấy. Đến cái chương mới luôn em ơi. Mở luôn Bắc Bình này. Đây mình qua chương 9 nha anh em ơi. Và anh em đi map chú ý nhá. Anh em chú ý bản đồ nhá. Có cái đồ gì em nhặt cái đồ đấy. Nó có cả cái trăng sáng nữa. Tính ra game này chơi khá giả thôi. Anh em chỉ cần chú ý cho mình về phần quay tướng này, nhập code này, về phần đi map nhé. Chào cuối video mình sẽ xoay từng cái một nhé. Tại vì game này lúc đầu có rất là nhiều tính năng sự kiện nên mình không nhớ nổi. Nên chắc mình sẽ đi từng cái một. Cái đầu tiên là cái thế chiến hùng này. Đây là anh em làm vụ, làm hết ba cái nhiệm vụ thì anh em sẽ được 10 cái đẹp quay này. Tiếp đến là về sự kiện này. Đầu tiên là gói tân thủ này. Cái gói này khá cùi ấy. Chủ yếu cho anh em tốt thôi. Tiếp đến là cái quà mỗi ngày. Anh em làm đủ 120 KP ấy, là sẽ nhận được quà nhé. Game này anh em làm 20k là sẽ được 26 KP. Cái quà lạp đầu này. Quà mốc 25 KP. Nói chung là cái lạp tích lũy em ơi. Lạp tích lũy này anh em sẽ được mảnh trang bị cam này cộng với vé quay tướng ấy. Và mốc cuối 10k KP là sẽ được thời trang của con Triệu Vân. Để thời trang nó tăng máu công thủ 2%. Để sự kiện trong vòng 7 ngày. Tiếp đến là cái ưu đãi mỗi ngày. Cái này anh em mà có điều kiện thì mua luôn 7 ngày 240 KP. Đây thì tháng có điều kiện thì xúc luôn hai cái này. Quà tăng cấp này. Đây quà tăng cấp ấy. Anh em mua gói là sẽ được con Trương Liêu. Khi anh em lên level 30 ấy là sẽ được lên 4 sao Trương Liêu này. Lên 45 được thêm một con nữa.
Đây cứ mỗi 15 lam vào là sẽ được một con. Tiếp đến là cái chiến lệnh. Cái chiến lệnh này anh em sẽ được rất là nhiều kim bảo này. Cuối cùng là cái gói anh hùng lộ diện. Đây 512 KP ấy. Anh em sẽ được con Cam Linh Viên Ngu. Nói chung anh em làm ấy là sẽ có Cam Linh cộng với con Ngụy Trưng Điều cái quà đẳng cấp. Còn anh em cái chơi gặp đầu chỉ có con Triệu Vân thôi. Tiếp đến là cái cửa tiệm này. Đầu tiên là cái vật phẩm này chưa có nguyên liệu nên bỏ qua đi. Đây tiệm đấu trường ấy, anh em mua cho mình cái kim bài nhá. Cái kim bài này để anh em tăng cấp đấy. Anh em nào mà chơi con Huyễn Tưởng Nam Quốc thì chắc quá quen thuộc với cái kim bài rồi ấy. Kim bài là em là kiếm trong này ấy, cộng với đấu giá nhá. Phần trăm K trong đấu giá sẽ có ấy, nếu nó giống với mấy game kia. Còn dư điểm anh em mua cho mình cái phiếu kỹ năng chung này nhá. Hay nó chỉ giới hạn 20 cái một tuần thôi. Tiếp đến là về cái shop tướng mạnh ấy. Sau này anh em cứ tạm thời ở đấy nhá. Để ngày mai mình nghiên cứu sau. Về cái chạm tướng ấy. Cái lúc đầu anh em cứ mua cho mình cái đá tinh luyện trang bị này nha. Đây cái này nó sẽ bị giới hạn đấy. Để cứ xúc xỉ mắc trước cho mình. Còn về cái shop bảo hộ ấy. Về cái shop này ngày đầu tiên anh em cứ mua cho mình cái xu may mắn này. Cái xu này anh em phải tăng chỉ số trong bang ấy khá ok đấy. Tiếp đến là cái nhiệm vụ nha. Quên mất. Game này ấy, ngoài anh em quét thể lực bằng cái bánh bao ra ấy, anh em làm nhiệm vụ lên level nhá, khá nhiều luôn này. Và game này ấy, thì 5 giờ sáng nó sẽ reset. Tiếp đến là đấu giá này. Đây đấu giá bang hộ này, thế giới này, của tôi này, thưởng này. Tính ra cái đấu giá này nó cũng hao hao như con Huyễn Tưởng Tam Quốc. Đây nó sẽ có đấu giá bang hộ này. Bang hộ anh em mà không mua ấy, thì nó sẽ chuyển sang thế giới ấy. Cái này của tôi là anh em mua ấy, nó sẽ hiện đây. Còn thưởng ấy, nếu mà nó giống như con game ý tưởng ấy thì em có thể tạo hoặc clone anh em farm kim bảo được nhá. Kiểu như em dùng cái clone ấy em mua mấy cái vật phẩm mà bang em không mua ấy, em mua mắc luôn ấy, như thế thì bang em sẽ được nhiều kim bảo hơn. Tiếp đến là về phần cửa hàng. Đây cửa hàng là phần làm em ơi, 4 ngày này nói chung quà khá cùi em ơi. Cái tuần này chát thế nhở, khá chát em ơi. Tính ra game này mấy cái gói ưu đãi nó hơi chát này. Buồng vàng này, đẹp tháng này, kim phiếu này. Kim phiếu anh em làm ở trên web nó sẽ rẻ hơn nhá. Anh em làm trong này tốn 25k, nhưng ở ngoài web kia anh em mua cái thẻ Kayana ấy chỉ tốn có hơn 19k thôi. Để lạp đầu ấy, em chỉ cần lạp đầu 20k sẽ được con Triệu Vân này. Cái hai nhận 666 kim bảo này, cái ba nhận 888 cái bảo ấy. Cái ưu đãi đặc biệt là anh em là 120 KB là sẽ được 300 kim bảo này, một cái kiếm tím cộng với đáng sao nhá. Nói chung là quà bình thường. Đây chủ yếu là cái Triệu Vân 4 sao, khi em nạp đủ 400 KB được một con Triệu Vân này, hai bánh bao này. Quan trọng là anh em lên VIP 4 được cái đặc quyền ấn này. Đây sau khi nhận số lần mua thể lực tối đa ngày cộng 2 này, khá ngoan em ơi. Tiếp đến là cái báo danh 8 ngày. Đây ngày 2 sẽ được con tướng ở vòng quay thường này. Ngày 3 mũ tím này, ngày 4 30 cục cường hóa trang bị này. Đây ngày 5 hồng ngọc này. Ngày 6 đá đằng sau tím này. Ngày 7 10 bé quay. Ngày 8 là sẽ được một con tướng ở trong quan hệ. Tiếp là cái sổ tay huấn luyện. Đây sổ tay này khi mà anh em tăng sao tướng này, có tướng này cộng với trang bị là anh em sẽ được nhận thêm kim bảo nhá. Đây là có mốc này 1.000 này, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 và mốc cuối 6.000 anh em sẽ được cái như là thời trang thì phải này, thời trang của con tướng chính em ơi, cộng với 2.000 kim bảo. Tiếp đến là cái khiêu chiến. Khiêu chiến thì nó có phó bản cộng với ải chắn tướng. Cái game này phó bản ấy, anh em nông dân ấy chắc là chỉ được qua ải 2 thôi, ải 3 rất là khó luôn. Còn về cái ải lăng bậc này chắc lúc đầu em chỉ qua được cái khó một thôi ấy. Khó 2 chắc phải trên 100k em mới qua được. Cái ải lăng lính này cũng vậy nhá. Để lên 29 nó sẽ mở thêm cái mới này. Ở đâu hai cái mới em ơi. Còn về cái với ải chấm tướng này ấy, thì anh em cứ cho tướng vào đi thôi. Chắc là anh em sẽ bị kẹt ở con lứa bố nhá. Bên mình chỉ lên được có một mẫu này. 1 phần 4 em ơi, khá căng luôn. Tiếp đến là về cái so tài. Ngày 1 thì nó chỉ mở cái đấu trường thôi.
Cái đấu trường này anh em cứ leo kịch mắc với lực chiến mình nhá. Anh em thiếu lượt thì em cứ mua thêm. Đây hiện tại mình đã mua đến 80 rồi. Ngày mai mình sẽ cố gắng leo lên cái top 1 đấy. Cái game này nó sẽ có thưởng mốc anh em ơi. Đây. Anh em leo càng cao càng nhiều kim bảo với nguyên liệu nhá. Ngày mai nếu mà mình lên được top 1 là sẽ được thêm cái bao cam này. Cộng với 15 cái bé quay nhá. Cộng với cơ số kim bảo anh em ơi. Khá ngon luôn. Ok, xong rồi mấy cái ở sánh phải không? Giờ đến hàng dưới nhá. Về phần tướng ấy, lúc đầu em cứ lưng đều tướng lên, xong rồi anh em dồn cho mình ở mặt chính như con Triệu Vân này, Mã Vân Lộc cộng với con Đêm Hồng Trung nhá. Cái con Mã Vân Lộc này mình thấy đêm khá sát luôn, nhiều trận nó cân team em ơi. Tiếp đến là 7 trận. Cái con game này không nhất thiết anh em phải chơi thuần một bên nhé. Đa số ấy, cái nội tại kỹ năng của nó chỉ cần bao tướng thôi. Đây ví dụ như con Hồng Trung phải không? Đây cái đầu tiên dùng máy ấy. Đây nó sẽ có hai mốc nhá. Một là hai tướng, ba là ba tướng. Đây ba tướng dưới này ấy. Nó có 5 con ấy, chỉ cần có ba con là sẽ kích hoạt. Đây ví dụ như con Hoàng Trung với con Mã Văn Lộc với con Trương Thái là một bộ không? Mình sẽ kiếm thêm một bộ hai nữa. Đây như con Triệu Vân này. Đây có thể mình chơi con Triệu Vân với con Điêu Thuyền hoặc Cam Linh hoặc con Trương Điêu đều được nhá. Tiếp đến là cái thanh trì. Thanh trì này nó sẽ có rất nhiều loại em ơi. Đầu tiên là cái tướng này anh em tặng quà là sẽ được thêm chỉ số nhá. Đây mình sẽ tặng cho con Triệu Vân đi. Cái tím là sẽ được 80 điểm này. Cái lam là sẽ được 20 điểm. Đây gọi lên level 3 rồi phải không? Mình cho lên luôn level 4 đi. Đây 1792 này. Còn thiếu tận 300 căng kia nhở. Cha con Triệu Vân không lên được level 4 rồi. Còn về cái tổng thân mật anh em sẽ được thêm chỉ số nhá. Đây. Cấp 5 này, tổng khiêu chiến cộng 2 này. Cấp 10 này, tăng công 200%, nói chung nó tăng thêm rất là nhiều chỉ số rất ngon em ơi. Nên chú ý cho mình cái quà tặng này nhá. Giờ sẽ có cái cốt truyện này, có cái nhận máy này. Đây cốt truyện là sẽ được thêm kim bảo em ơi, khá ngon luôn này. Đây cái này trên 5 là sẽ được thêm kim bảo luôn nhá. Cái 1 đã được 50 chắc là cái 2 sẽ được 100 đấy. Mình đoán vậy. Cái cấp 5, cấp độ 7 cộng với cấp 9 nhá. Nó sẽ mở 4 cái. Đây cứ mỗi lần lên level nó sẽ mở thêm cái vật đái nhá. Rồi tí mình khiêu chiến sau nhá. Đây bách khoa này. Bách khoa này là khi em chơi cái tính năng hái dược với câu cá nó sẽ có nhá. Cái câu cá hiện tại có một con này. Mình nhớ nhận cũng khá nhiều kim bảo đấy. Tiếp đến là cái doanh trại này. Doanh trại này là anh em lưng bộ kỵ cung nhá. Tướng mệnh này. Khi mà em có tướng hay lên sao tướng là anh em sẽ nhận được thêm tướng mệnh nhá. Tướng mệnh anh em sẽ được tăng cái tinh mệnh này. Nó có cả duyên phận tăng thêm chỉ số nữa. Đây như lưu bố thuyền tăng thêm máu thủ công 2%. Khá ngon luôn. Đây thuộc tính hiện tại mình đang được này. Máu 31k, công 970, thủ 470, tăng 2% công này. Nó có cả cửa tiệm nha. Tiếp đến là cái thư viện này. Đây thư viện anh em chỉ xem lại mấy cái ải lịch sử các thứ thôi ấy. Kiểu như cái cốt truyện ấy. Tiếp là cái quản lý thành này. Cái này nó sẽ có hai cái nhé. Một là thái thú này. Hai là ủy thác. Ủy thác anh em điều tướng đi nhận nhiệm vụ này. Đây hôm nay mình đã hoàn thành mắc nhiệm vụ rồi. 5 giờ ngày mai nó sẽ reset. Còn về thái thú này anh em cho tướng vào tăng chỉ số nhá. Anh em cứ cho mình con tướng sao cao vào là được. Tiếp đến là cái khám phá này. Đây tại mình vẫn còn 7 lượt khám phá này. Đây cái thứ hai này. Chị An lần đầu đạt 100 mới mở này. Nói chung ấy, cái chị An đạt 100 thì nó mới mở tầng tiếp theo. Để mình sẽ vào chị An nhá. Để đi thu này. Để nó tìm kiếm thôi. Mình nhớ này nó cho mình trả lời câu hỏi thôi, khá đơn giản. Nếu thấy mà không làm sẽ có ôn dịch, mong chủ công định đoạt. Phát thuốc phòng chống dịch bệnh, chôn tử thi tránh ôn dịch chắc chắn là cái đầu tiên rồi.
Đấy, anh em trả đúng là sẽ được thêm điểm nhá, cộng với cái điểm thân mật đấy. Đáng ngoài em ơi. Để tí mình đi sau nhá. Sự kiện này. À, anh em làm xong sự kiện là được thêm vé quay mấy kim bảo rất ngon, em chú ý nhá. Chị An này. Độ chị An đạt 100 điểm có nhận thêm 200 kim bảo cộng với 10 xẻ láng xương, khá ngon nhá, chú ý cho mình cái này. Tí quay xong video mình sẽ đi cái khám phá đấy. Về bảng xếp hạng này. Cuối cùng là cái quan ấn. Đây quan ấn anh em sẽ cần cái kim bài sơ em mua trong cái tiệm đấu trường này. Level 26 cộng với 100 cao chiến. Nói chung ngày mai là mình sẽ tăng cấp nhá. Về đặc quyền này, nhận thể lực miễn phí mỗi ngày cộng 1. Về ngày mai mình sẽ lên chức gì đây? Thứ sử à? Không phải. Ở đây hiện tại mình là đại phu ấy. Ngày mai thì mình mới lên được cái cấp châu thứ sử nhá. Được thêm một lần là nhận thể lực miễn phí mỗi ngày này. Khá ok mày. Anh em làm cái 3 trở lên ấy, chắc là sẽ lên được level ngày hôm nay. Và cuối cùng là cái băng hội. Cái băng hội này như vừa mới nói cái cửa tiệm lúc đầu em đổ cho mình cái xu may mắn này nha. Cái xu đấy em nâng cấp cái chúc phúc này. Nó tăng thêm rất là nhiều chỉ số em ơi. Đây mình tăng xong công rồi, giờ mình đang tăng HP này. Tăng xong HP mình tăng đến thủ ấy. Và quan trọng khi mà em tăng full được không? Anh em sẽ được tăng cái dứa. Tăng dứa thì nó sẽ tăng phần trăm nhé. Bảo kích tất cả tướng cộng 3% rất ngon này. Nói chung là game nào vậy thôi. Anh em ưu tiên cho mình mấy cái phần trăm, nhất là mấy cái bạo kích hay là lẹt tránh các thứ ấy. Còn về cái không thanh này khá đơn giản thôi. Không thanh này anh em muốn tối ưu nhất ấy. Anh em đợi đến cuối ngày anh em đánh được nhiều sát thương sẽ được nhiều điểm hơn. Anh em đánh này anh em công một lần ấy, được bao nhiêu sát thương ấy, anh em càn quét thì nó sẽ được bấy nhiêu nhá. Anh em muốn tối ưu nhất đợi đến cuối ngày anh em đánh nhiều sát thương thì được nhiều điểm. Nhiều điểm anh em càn quét chắc chắn là được nhiều rồi. Đây anh em đi thì là sẽ được thêm vật tư này. Đây mấy cái vàng vàng sắp sánh này nhá. Để được thêm 50 vàng này khá ngoan em ơi. Tiếp bên là cái đại sảnh này. Đại sảnh nó sẽ có thông tin này xây dựng cùng với hội viên. Hội viên là thành viên này. Còn về cái xây dựng này, ngày 1 anh em xây dựng vương gia 100 kỳ bảo nhá. Thứ nhất là ba anh em nâng cấp này. Thứ hai là anh em sẽ được thêm cái xu hồi mãn các thứ nữa. Khá ngoan em ơi. Gì đấy. Tukoda được thêm 268 cái bảo này, ngon thế nhỉ. Đấy bình thường ấy, anh em chỉ được mấy chục thôi. Nhưng mà nếu hên là sẽ được trên 200 cái bảo nhá. Nói chung là lì xì càng ngon thì cái bảo còn nhiều ấy. Nhớ cái gói cùng chất là được 128 cái bảo cái phải ấy. Đây cửa tiệm này. Tiệm thì mình đã nói đấy. Đấu băng hội này. Đấu thì ngày hai nó mới mở. Đấu đỉnh cao này. Ngày thứ hai mở máy chủ này. Đây bang chiến vẫn chưa mở này. Đây hiện tại mình đang trong cái bang thiên hạ đang top 1 em ơi. Tổng số chiến 3 triệu 800 này. Top 2 3 triệu 800 nói chung ấy. Top 1 với top 2 xem nhau nhá. Đây có top 3 top 4 ấy thì thấp hơn này. 2 triệu 6 với 2 triệu 7. Đây tính ra hiện tại ở server 2 mình ấy. Chỉ có 10 bang nhá. Có 9 bang là full 40. Mình nhớ cái C1 ấy hình như phải tầm 30 40 bang thì phải ấy, rất là đông luôn. Đấy hết rồi anh em ơi. Nói chung cái game này lúc đầu em chú ý cho mình về phần zone tướng này. Em đi làm hết mấy cái tính năng game quan trọng ấy. Em cứ tích cho mình cái phần kim bảo nha. Đến ngày hôm nay em nông dân chú ý cho mình mấy cái đấy. Thôi game mình xin kết thúc đây. Hẹn anh ở các video sau. Bye bye anh em.